Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục câu chuyện cuối tuần của Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường. Kính thưa tất cả quý vị, sau một tuần với những bộn bề lo toan trong cuộc sống, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được gặp gỡ nhau qua chuyên mục câu chuyện cuối tuần. Và xin tự giới thiệu tôi là Zero Nguyễn Thiện cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay đó là người dẫn chương trình Maria Tuyết Vân. Kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tuyết Vân rất vui được gặp gỡ quý vị và các bạn trong chuyên mục câu chuyện cuối tuần hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Quý vị thân mến, ai đã từng đến du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long có lẽ sẽ không thể nào bỏ qua điểm hành hương nổi tiếng, đó là tắc sậy. Từ những năm của thập niên 1980 trở đi, hàng năm cứ vào ngày 11 đến 12 tháng 3, thì dòng người lương giáo từ khắp nơi tuôn về tắt sậy. Trên nhiều chuyến xe đò chở khách thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của một vị linh mục mặt vuông chữ điền rất là dễ mến. Họ đến tắt sậy để làm gì thì có biết không? À, kính thưa tất cả quý vị, câu hỏi vừa rồi à, thì tin chắc rằng tất cả quý vị ai cũng đều có câu trả lời cho mình. Uhm, tất cả họ à, đến để kỷ niệm để dỗ của một vị linh mục có tên là Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Vị linh mục đã chấp nhận chết thay cho giáo dân của ngài trong hoàn cảnh bị bắt bớ chiến tranh. Tại trung tâm hành hương thác sậy trong hai ngày 11 và 12 tháng 3 vừa qua, lễ dỗ lần thứ 73 của cha Francisco Trương Bửu Diệp được diễn ra. Tuy đoàn hành hương phải rất là nhọc nhằn trong một cái chuyến đi rất là xa, chịu nắng nóng vào ban ngày nè và ban đêm thì tiết trời khá lạnh, dẫu chật chội trong những dòng người đông đúc nè, rồi đơn sơ khiêm tốn về nơi ăn chúng ở, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng tất cả những người tham gia chuyến hành hương vẫn rất là mạnh bước và gương mặt lúc nào cũng hân hoan rạng rỡ vì họ được hiện diện trong ngày giỗ của cha đêm nay. À, chị Thuyết Vân nè, mộ phần của cha rực rỡ hoa đèn, ấm áp khói nhang, ở à, nơi đây tràn ngập những ánh mắt thành tâm, những cử chỉ cung kính hướng về nơi đặt mộ phần của cha. Nơi đây thì theo những lần mà em đi đó thì vô số những nguyện ước, những nguyện ước thầm lặng trong lòng và những nguyện ước thốt bằng lời được ngỏ đến cha Francisco ở trước mộ phần và các ảnh tượng của cha trong khuôn viên trung tâm hành hương. Tất cả các tâm hồn như đang được nối kết, đang được chuyện trò, gặp gỡ cha Francisco trong niềm tin và trong bầu khí cầu nguyện. Kính thưa quý vị, đã từ rất lâu rồi, danh xuân cha diệp đã không còn xa lạ trên môi miệng hay trong lòng các anh chị em công giáo lẫn ngoài công giáo đã từ rất lâu hình ảnh cha Francisco đã hiện diện rất là phong phú như là nơi thờ phượng nè bàn thờ gia đình phương tiện xe cộ cửa tiệm rất là nhiều nơi sở dĩ như thế là vì cha đã trở nên một người thân một người ơn của rất nhiều người là người thân bởi vì cha đã là một địa chỉ tín nhiệm cho những người khổ đau cầu khấn xin ơn lành tìm đến là ân nhân vì biết bao người đã nhận được những ân lành của Chúa những ân lành rất đặc biệt qua sự cầu bầu của Cha vì thế có thể nói tràn ngập nơi hành hương này là bầu khí của những niềm tin và lòng tạ ơn kính thưa quý vị tất cả các cử hành đạo đức và thiên thánh trong chương trình lễ dỗ của Cha Francisco đều được diễn ra rất trang trọng và sốt sắng dầu phải chật hẹp giữa bao nhiêu dòng người nhưng đông đảo quý linh mục được các cử phục vụ thường trực cho các hội nhân đến với bí tích hòa giải. Vâng ạ, à, nhiều thánh lễ đã được cử hành, đặc biệt bốn thánh lễ đại triều với sự chủ tế của các đức giám mục, đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, đức cha Du Xe Nguyễn Chí Linh, chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Louis Nguyễn Văn Tuấn, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cùng các linh mục trong và ngoài giáo phận Cần Thơ. Bên cạnh đó, những tâm tình đạo đức, cầu nguyện, chứng nhân và tạ ơn, cầu nguyện lòng thương xót, cầu nguyện kính đức mẹ, cầu nguyện hiệp thông cũng được cử hành và tham dự sốt sắng trong bầu khí tĩnh lắng trời đêm nhằm giúp đoàn con cái hành hương hướng thượng mà cuộc đời của cha Francisco khi còn sống cũng như khi đã qua đời là một gương sáng sống động. Kính thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ dành đôi phút để nhìn lại cuộc đời của cha Trương Bửu Diệp. Cha Francisco Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897, được cha Du Xe sớm rửa tội vào ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước, làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Luân, chợ mới tỉnh An Giang. Cha ngài là ông Mikae Trương Văn Đặng, và mẹ ngài là bà Luisa Lê Thị Thanh. Gia đình sinh sống tại họ đạo Cồn Phước. Vào năm 1904, lúc ngài lên 7 tuổi thì mẹ mất. Theo cha, gia đình dời lên Battambang, Campuchia sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Mara Nguyễn Thị Phước sinh năm 1890, quê quán họ Mỹ Luân chợ mới An Giang. Kế mẫu đã sinh cho ngài người em gái tên là Trương Thị Thìn. Vào năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền cho ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diên thuộc xã Tấn Mỹ, chợ mới An Giang. Mãn tiểu chủng viện, ngài lên đại chủng viện Nam Vang, Campuchia. Lúc đó các họ đạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long trực thuộc giáo phận nông bên Campuchia. Và vào năm 1924, sau thời gian tu học, ngài được thụ phong linh mục tại Nam Vang, thời đức cha Joan Bautista Chabalier Lễ Vinh Quy và Mở tay được tổ chức tại nhà người cô ruột là bà Sáu Nhiều tại họ đạo Cồn Phước. Tiếp đến từ năm 1924 đến năm 1927, Ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hố Trư, một họ đạo của người Việt Nam sinh sống tại Kandan, Campuchia. Vào năm 1927 đến năm 1929, Ngài về làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Duyên. Và vào tháng 3 năm 1930, Ngài về nhậm họ đạo tác sậy. Trong những năm làm cha sở, Ngài liên hệ giúp đỡ người thành lập nhiều họ đạo vùng phụ cận như Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Trắng. Theo như lời kể của ông Jacobe Huỳnh Văn Lập, ngày xưa là chú bé giúp lễ với cha, thì cha Diệp rất hiền, nhưng giảng thì có lúc giọng cha rất là hùng hồn mạnh mẽ, có lúc lại rất là êm đềm. Cha cũng rất thương người nghèo. Ông còn nhớ khi có những người nghèo đói, bất kể lương giáo hay là người lỡ đường, cha đều kêu vào, rồi cha mở lẫm lúa cho họ lấy lúa, đem ra xay giả lấy gạo, vì thời bấy giờ chưa có nhà máy xay lúa. Kính thưa quý vị, lúc bấy giờ, hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương vì chiến tranh giữa Nhật và Pháp, dân chúng nhiều người di tản. Cha Phê Trần Minh Ký, cha bề trên địa phận ở Bạc Liêu, kêu gọi ngài lánh mặt Người Pháp ba lần đem xe đến rước, khuyên Ngài tạm lánh khi nào tình hình yên ổn thì mới trở về họ đạo. Nhưng Ngài đã trả lời, tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết thì cũng chết giữa đoàn chiên, tôi không đi đâu hết. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, Ngài bị Nhật bắt cùng với 70 giáo dân tại họ đạo tác sạy. Tất cả bị lùa đi và nhốt chung tại một lẫm lúa của ông giáo sư ở cây dừa. Cũng theo lời kể của ông Ba Lập thì họ chất rơm chung quanh định là đốt tất cả. Nhưng cha Diệp đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời an ủi những người cùng bị giam. Cha khuyên giáo dân ăn năn tội và giải tội cho họ. Cha bị mời đi làm việc ba lần và lần thứ ba thì người ta không thấy cha trở về nữa. Sau khi cha bị mời đi lần thứ ba thì bổn đạo thấy cửa lẫm để mở ngõ, không khóa lại và họ đã ra về. Sau đó vài ngày, giáo dân đã tìm thấy xác ngài từ một cái ao gôn giáo sự với vết chém sâu ót ngang mang tay và thân xác trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá. Thi hài của ngài được vớt lên và chôn cất trong phòng thánh ở nhà thờ khúc tréo. Đến năm 1969, hài cốt của ngài được di dời về nhà thờ tắc sậy, nhiệm sở của ngài thi hành chức vụ chủ chăn trong 16 năm. Ngôi nhà mồ của Ngài hiện nay được trùng tu và khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ngài là cha sở thứ nhì của họ Đạo Tác Sậy. Kính thưa quý vị, lễ dỗ đầu tiên do cha An Tôn Vũ Xuân Vinh tổ chức vào năm 1979 với thành phần tham dự đến từ những họ đạo chung quanh. Nhưng dần dần, số người nhận được ơn lành nhờ lời cầu bầu của cha Diệp ngày càng nhiều và rồi tiếng lành đồn xa nên từ đó rất đông người từ người công giáo và ngoài công giáo trong nước và cả ngoài nước đều tuôn về tác Sậy để cầu khấn với ngài. Vâng ạ, à, số khách hành hương trong ngày lễ dỗ ngày càng tăng, con số có khi lên đến hàng chục ngàn người và không chỉ trong ngày lễ dỗ mà còn thường xuyên trong năm vẫn có những người đến hành hương. Và vì thế, kể từ ngày 21 tháng 1 năm 1997, Đức Giám Mục Cần Thơ đã chính thức thành lập Trung tâm Truyền giáo Francisco tại Tác Sậy. Từ nơi đây, rất nhiều người đã nhận được những ân lành phần xác cũng như phần hồn. Kính thưa quý vị, nếu như ngày xưa Ngài đã vì thương đoàn chiên mà sẵn sàng sống chết cho họ, thì ngày nay Ngài lại trở nên chứng nhân cho đức ái qua biết bao ơn lạ nhờ lời cầu bầu của Ngài cho tất cả những ai chạy đến với Ngài. Kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi chúng ta vừa được nhìn lại cuộc đời của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Ngài là một chứng nhân của đức tin, một con người vĩ đại mà không chỉ người công giáo chúng ta ngay cả người lương giáo cũng tìm đến với ngài và biết đến nhờ lời cầu bào của ngài để được nhiều ân lành của chúa chị Vân thấy có đúng không ạ Và em nghĩ rằng chị Vân cũng đã từng đến nơi đó và đã từng được nhận được ân lành của cha à đúng đó thiện ạ à. thì chị Vân cũng đã từng đến đây rồi và chị Vân cũng đã đưa bạn bè trong đó có những người công giáo và không công giáo đến viếng và cầu nguyện cùng với ngài Cảm ơn chị Đức Vân rất nhiều. À, kính thưa tất cả quý vị, chương mục câu chuyện của tuần của ban truyền thông giáo phận Vũ Cường đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.